Xin chào các bạn, tôi là Somiu, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Thực phẩm. Hiện chúng tôi đã đang từng bước phê chuẩn bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Bạn có thể mua tại những nơi mua bán hợp pháp như hiệu thuốc hoặc cửa hàng mỹ dược phẩm. Khi mua hãy kiểm tra thông tin trên vỏ hộp gồm mã số kiểm duyệt, hạn sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rửa tay sạch sẽ trước khi tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra hãy bỏ bộ xét nghiệm vào túi ni lông, khóa kín lại. Với người đang cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà, nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, hãy liên lạc với phòng y tế địa phương hoặc gọi 1922. Những đối tượng khác, nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, thì không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hãy đến ngay trạm xét nghiệm gần nhà. Mang theo bộ xét nghiệm đã sử dụng đựng trong túi ni lông đã khóa kín, đưa cho nhân viên y tế nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, thì bộ xét nghiệm đựng trong túi ni lông đã kéo khóa, có thể xử lý như rác thải thông thường, tiếp tục tuân thủ nguyên tắc phòng dịch và theo dõi sức khỏe của mình.